Vâng, xin chào quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả một năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Một năm mới có nhiều thành công trong trong công việc cũng như trong phong trào cây cảnh bonsai. Mong anh em sẽ giao dịch được nhiều bonsai hơn. Và hôm nay tôi sẽ làm một clip đầu năm. Đó là tôi sẽ nọc cái cây xanh trước đây tôi có cắt làm phôi đấy, bây giờ nó ra mầm và tôi sẽ lọc mầm và sẽ uốn những cái mầm để định hình sẵn cho cái cây, cho tương lai thành những cái tay cành. Thì cái clip này dành cho những anh em mới chơi, một số anh em có thể tham khảo cái cách làm của tôi hoặc còn nhiều cách làm khác hay hơn, chúng ta cũng có thể tham khảo. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi làm. Anh em theo dõi nha. Vâng, cũng giới thiệu qua cùng anh em một số những cây tôi đang làm. Trong đó có cây si này. Đây là một cây si đỏ. Vài bữa nữa tôi sẽ làm lại cái bộ tay bông cho cây này. Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành làm cây xanh này. Chắc một số anh em nhận ra rồi. Đây là cái cây mà hôm trước có cắt. Bây giờ phun mầm mới rất nhiều. Ở ngoài vườn thì cũng có một số cây. Đây là cái cây cây dâm bụt hoa cờ hoa đỏ đấy. Đây cũng là một cây si đỏ. Hôm sau tôi sẽ làm clip để làm lại bộ tai bông và lọc dăm chi cho cây này để định hình. Bởi vì những cái cây như thế này nó mới có mầm nhỏ thôi và những cái tay rất nhỏ. Bây giờ phải nuôi phóng xác định mất chục năm. Chục năm nữa thì những cái tay chốt này nó mới to hơn và rụt rịt. Sau nuôi to cắt ngắn lấy đoạn này. Sau nuôi truyền tiếp ra ngoài cho nó bay xuống dưới. Còn đây là cái cây ôm đá mà tôi đang làm rễ, đang thả sổng. Cây này cũng đang làm rễ này. Còn đây là hai cây phi lao cũng đang nuôi tay. Như tài này thì to rồi, tôi cắt tôi bấm đây đi. Giờ nó ra mầm chuẩn bị vẽ được rồi. Vẽ sau cắt lấy một đoạn, cắt giật lấy một đoạn như cành này. Và cành này. Đây là cây phi lao cũng đang làm. Đây là cây xanh quê anh em nhé. Cây xanh quê này có chất rất đẹp. Lá bóng và nhỏ, dày như nhựa, dăm dày. Cũng gần hoàn thiện rồi. Giới thiệu qua anh em một số cây trong vườn tôi đang làm. Đây là cây dưới này.
ruồi cũng đang nuôi. Đây là cái cây xanh mà trước tôi đã làm clip, cái thân của nó chỉ bằng cái tăm thôi, nuôi sau một năm giờ đã lớn như này. Hiện tại tôi đang nuôi phóng tay, nuôi phóng để làm tay bông, sau này to cắt bấm, cắt truyền lấy chốt. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành làm cái cây trong này. Với một cái cây mà nó giờ nó ra rất nhiều mầm như thế này thì chúng ta phải lọc lấy những cái mầm cần thiết chúng ta nuôi phóng, còn những cái mầm không cần thiết thì phải cắt bỏ. Nếu anh em mà không cắt bỏ đi thì những cái mầm đó nó sẽ hút dinh dưỡng, tập trung nuôi vào những mầm đó thì những cành khác là không lớn được, cho nên là chúng ta phải lọc bỏ ngay từ giờ. Ví dụ như khu vực này bây giờ đang lìu tìu rất là nhiều mầm đây này. Khu vực này, chỗ này và chỗ này nó gần nhau. Đây anh em xem kỹ chỗ này này. Hai cái mầm mọc cùng một chỗ. Đây người ta gọi là lỗi chân ếch. Nếu chúng ta xác định lấy cái mầm này bay ra ngoài để làm một bông thì chúng ta phải bỏ cái mầm này. Còn nếu lấy mầm này phải bỏ mầm này. Tôi thì tôi lấy, tôi muốn làm cái tay này sang đây bay sang đây để có tay bay tay hồi hai bên thì tôi sẽ cắt cái mầm này đi. Đấy, và sau tôi sẽ lấy một cái mầm đây để bay sang bên hướng bên ngoài này. Đây là có 5-6 mầm mọc cùng một chỗ phải cắt. Lỗi chân ếch. Khu vực này ấy, chúng ta cũng cần phải lọc lưu tiểu rất nhiều ấy. Như cái mầm này tôi sẽ làm một cái bông bay sang đây, vị trí này cho nó.
cái khu vực này tôi cũng muốn để một cái mầm âm vị trí này để cho nó cân đối với cái mầm bên kia, cho nó hồi về hướng này. Tôi sẽ lấy mầm này.
Vâng, cây phôi của chúng ta tôi vừa uốn sơ bộ những cái mầm to, còn những cái mầm bé, nhưng mầm bé thì chưa uốn được, tôi vẫn để lại. Mầm này nó quá nhỏ. Thì định hình sơ bộ những cái gọng, những cái tay chốt, sau này nó to lên thì chúng ta cắt giật lại. Thực ra chúng ta nuôi cũng nhanh thôi, nếu chúng ta tập trung nuôi phóng những cái cành này thì chốt rất nhanh. Sau này chúng ta bấm ngắn lại để chúng ta lấy một đoạn chốt và làm bông. Đây là cái tay mà tôi cho nó bay ở hướng này. Đấy, còn bên này là cái tay này bay hướng bên này, đối xứng. Ở trên này thì chúng tôi đã để một cái mầm chờ ở đây, ở vị trí này. Nó bay theo chiều của cái ngọn này và nó che lấp. Nó che lấp cho cái khu vực trống ở trên này. Đây cũng có một cái mầm hồi này. Đây, cái mầm này sẽ để bay sang bên này. Và mầm này sẽ bay sang đây, lệch vế. Mầm này sẽ phụ họa khu vực này. Tất cả các điểm chúng ta để những cái mầm để cho ấm thân. Thì bây giờ mới là lọc sơ bộ lần đầu. Đến khi nuôi tay cành to thì sẽ cắt giật. Tôi sẽ cho anh em xem một số những cây mà tôi đã làm. Đây chính là cái cây đợt trước tôi làm. Tôi cũng lọc mầm tôi làm. Và bây giờ cái mầm đã khá to rồi. Bằng đầu đũa. Bằng cái đầu đũa ăn cơm ấy. Chúng ta nhìn từ trên cao xuống thì đã nhìn thấy hết các gọng, định hình về các hướng. Sau này to rồi chúng ta bấm ngắn đi để làm bông tại khu vực này. Hoặc nếu anh em muốn cho to hơn nữa thì có thể nuôi những cái mầm này nó to như cái chỗ thân này. Thì chúng ta cắt giật lại và chúng ta làm nhiều bông cũng được. Chia các bông các hướng. Đấy là định hình ban đầu. Và có những cây tôi đã định hình trước cũng làm như thế này. Và bây giờ đã xong cái phần tay chốt 1, chốt 2. Anh em có thể xem qua. Ví dụ như cây này, trước cũng là những cái mầm nhỏ như vậy thôi. Thì khi tôi uốn xong cái tôi nuôi phóng to lên cho cái đầu ngóc cao lên thì nó to được cái này rồi, thì tôi cắt bấm chỗ này nhá, chỗ móng tay tôi đây là một vết cắt này, cái dây đang đè lên vết cắt đấy, vết cắt giật. Khi giật xong lại nuôi cái mầm này giờ mầm này to rồi thì lại cắt giật đây để bắt đầu làm bông. Đây là cái cách làm của tôi. Còn một số những cách làm hay khác anh em trên mạng chia sẻ chúng ta cũng có thể tham khảo. Còn đây là những cái ngọn mà tôi cảm thấy nó lớn nhanh quá thì tôi cắt đi. Đây là ngọn, đây là cành. Cắt đi để hãm lại chờ những cái mầm dưới. Làm xong cái ngọn làm sau vẫn kịp. Đây tất cả những cái đầu cành tôi nuôi phóng như cành này. Đây cũng là cắt giật nhé. Cắt tại điểm này rồi. Lái truyền xuống đây. Giờ là cái tay này. Và cái đầu cành tôi cho phóng lên cao như này. Để cho cái thằng này nó to ra. Khi nó đủ độ to cần thiết cân đối với lại cái cây này rồi thì chúng ta bấm vào đây. Thì đây sẽ được một cái bông. Vâng, tôi sẽ dừng cái video clip tại đây. Hôm nào tôi sẽ làm những cái cây si này. Cây si này với cây si trong kia. Tôi sẽ làm clip. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.